Rồi, là đầu tiên công viên xin gửi lời chào đến cô chú quý anh chị em đang xem cái video này. Thì ở cái video này công viên sẽ trồng một cái cây gốc mai. Này là rễ cây mai lớn, người ta cắt ra hoành cũng khoảng hai mấy, thì được một ông anh ổng thấy công viên dễ thương quá, ổng tặng cho gốc này để thử thách coi trồng có sống không nha, thì cũng như là chia sẻ với cô chú quý anh chị em đam mê và tất cả anh em trên mọi miền tổ quốc xem video này, có thể là đóng góp ý kiến cũng như là chia sẻ học hỏi ha. Đó, thì đầu tiên cũng như là cái gốc này thì mới mua về, thì cái này là tàn bẹt ra nè mọi người nè. Tại vì cái này nó chặt hẳn ra, mình sẽ tiến hành mình quấn dây chuyền lại để cho nó sát, để cho nó đẹp, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để cho nó vô chậu nó dễ thôi ha. Còn cái này gốc này thì mình nó cũng cao, lâu lâu trồng gốc này chơi cho nó vui vậy mọi người. Đó, thì cũng như là những cái lần mà trước mà công viên chia sẻ cho cô chú anh chị em, là đầu tiên là mình sẽ gọt cái phần gọt cái phần này lại cho nó thật là bóng. Khi mà mình cắt mà rồi thì này mình mới vừa cắt dọn đây nè mọi người, nó thì mình sẽ dùng cái con dao gọt giấy mình gọt lại, và mình sẽ nói mình đã làm rồi ha. Thì mình gọt lại để cho nó sắc bén, để tế bào nó đùng ra mau, nó kéo cái rễ ra mau. Rồi thì cũng như chia sẻ lại mọi người, thì đối với công viên những cái đầu rễ như thế này đây nè, mình sẽ không thoa keo, mình chỉ thoa keo để xẻo cái mặt ở trên này thôi để bảo vệ cái phía đằng trên. Còn ở phía dưới này thì là cái vấn đề nó ra rễ, mình thoa keo bích chặt chân lấy gì chỗ nào đâu nó ra rễ ha mọi người. Thì cái này là mình không có thoa keo đó, thì những anh em làm bonsai hay gì đó thì chắc chắn sẽ biết đó. Mình không có thoa keo liền xẹo vô mà mình để nguyên thế này đây để cho nó ra rễ được mau, rồi các bạn thoa bích chặt chân rồi lấy chỗ nào đâu nó ra, phải không? Rồi cái đó là công viên đã chia sẻ với cô chú anh chị em nhiều rồi đó. Thì đây là cái chân bẹt nè đó. Thì bây giờ mình đã xử lý lại xong, gọn gàng, cắt bỏ những cái rễ. Thì cái này những cái đầu rễ nó xì ra cũng rất là mạnh nha mọi người. Thì cây mai này cây mai dài vàng chứ không phải cây mai gừng. Nó nhân tiện trồng và chia sẻ với cô chú anh chị em xem luôn. Ở này rảnh rỗi mình sẽ làm cái này. Những cái đầu rễ nhỏ mình nên bấm lại ha, thì nó mới ra được ha. Gọt lại. Rồi. Thì tiếp theo đó nữa là mình sẽ tiến hành cái khâu quan trọng. Mình sẽ tiến hành mình ngâm kích rễ. Thì cái này nếu mà các bạn ngâm càng lâu càng tốt đó, thì hồi mình vô mình sẽ pha thuốc tại mình đeo bao tay là các bạn biết sao không, mình cũng nhân tiện mình chia sẻ luôn đó. Thì đây mình sẽ chuẩn bị sẵn nè, mình chuẩn bị sẵn hai cái gói, một cái gói công cát và một gói atonis. Cái này là nó độc nha mọi người, tránh tình trạng tiếp xúc ha, có thể cô chú anh chị không biết. Bây giờ mình sẽ tiến hành vô ngay chỗ mà cái thùng á, mình pha thuốc để vừa pha thuốc vừa chia sẻ cô chú anh chị em là cái công thức luôn ha, cũng như đã chia sẻ nhiều rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô ha. Thì nhân tiện công viên cũng chia sẻ luôn cái bên lời luôn. Thì đây là những cái mau phôi mình, đây là 5 mấy hoành, đây là 4 mấy hoành, 4 quận trong nữa. Thì mình để trong mát, thường ngày các bạn có thể dùng cái bình xịt này bỏ nước vô, nước có thể dùng nước mưa hoặc là nước mà nước không tên á, nước mà của nhà máy nước đó, thì chúng ta nên là để cho chừng 3-4 ngày chúng ta đổ vô, chúng ta phun hàng ngày để mình sẽ tiến hành phun lên cái thang để cho nó giữ ẩm ha. Đó là cái chia sẻ bên lề nha, thì chia sẻ qua đây để cho cô chú với chị em có thể là biết cách để chúng ta chăm. Thì thường ngày chúng ta xịt hai lần sáng hoặc là chiều mát đó, chúng ta xịt để gì, để cho nó giữ ẩm trong cái quá trình cây nó chưa có rễ, tại vì mình vũ bầu á thì cây trong quá trình nó chưa ra rễ thì nó sẽ ẩm thân, nó mát cái thân và nó tránh tình trạng mất nước để đủ thời gian để cho cây nó ra rễ, đơn giản như thôi mọi người. Thì vấn đề kích rễ thì mình cũng đã chia sẻ và mình cũng làm, thì bây giờ mình sẽ trở lại vấn đề trồng cái cọng rễ mai ha. Rồi mọi người, thì trở lại vấn đề ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị một cái thùng này là 20 lít nước ha, mình sẽ chuẩn bị. Rồi thì cũng như những lần trước vậy đó, thì bây giờ cây mình cũng để đây tránh tình trạng giật rễ nha mọi người. Đó, rồi thì ở đây mình có một cái gói nè, đầu tiên là cái gói Manco 80 nè, Manco Z, tức là mangan á, nó phối với màng kẽm. Đúng rồi, mà mangan nó phối với kẽm để mà nó phòng trừ một số cái loại nấm. Thì cái này các bạn xịt rất là tốt, cây Manco Z này nó sẽ bám dính rất là tốt ha. Đó, nhưng mà ở đây mình sẽ pha vô đây để chi các bạn, để phòng
trong cái quá trình mình gắn nhâm và phòng ngừa cái tình trạng đó là cây của chúng ta nó có nấm á, tiêu diệt nấm ở trong cái thân luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành làm đổ một chút, và cái tiếp theo đó là giới thiệu luôn ha. Này mình sẵn này mình giới thiệu luôn cô chú anh chị em, rồi mình sẽ làm đây. Ủa chứ rồi con, đây là cái gói nè, mình giống như công Nguyên đã chia sẻ nè, thấy không, cơm cá. Gói này thì nó mắc hơn Atomic, gói này 18 đến 20 ngàn. Đó, gói này với Atomic hai thằng này nè mọi người, thì hai thằng này nó đồng hành với nhau, nó sẽ kéo rễ ra được mau. Thì trong công Nguyên cũng chia sẻ với mọi người luôn, trong cái giai đoạn mà trồng những cây mai giống như mình ấy, không có lá không có cành, thì chúng ta nên chỉ sử dụng những cái thuốc ra rễ thì sẽ tốt hơn là chúng ta sử dụng những cái loại phân bón mà nó kích thích ra rễ. Kích thích ra rễ thì nó sẽ sử dụng có những cái nó phối NPK vô đó mọi người, giống như N3M ấy, thì chúng ta nên sử dụng là trong giai đoạn cây nó đã có lá thì nó sẽ tốt hơn. Còn cái này là kích thích ra rễ nó, thì nó chỉ là thuốc, nó là liên chu thơm để mà kích thích kéo cái rễ ra mau hơn đó. Thì từ khi chúng ta trồng á, có thể là bình thường nó cũng ra rễ, nhưng mà cái này là chúng ta trồng thì chúng ta nên can thiệp vô chút để cho cây nó mau ra hơn đó. Thì đó là một vấn đề. Rồi mình cũng đã chia sẻ mọi người, bây giờ mình sẽ nghe mình pha thuốc và ngâm và trồng đó, chỉ có nhiều như thôi. Rồi mọi người, thì cái thao này nè, ở cái thùng này nè, mình sẽ rút ngắn một tí, tại vì nữa để vô nó sẽ tràn lên nữa, thì công Nguyên sẽ tiến hành rút ngắn một tí ha. Rồi thì đây nè, ma 80 quay lại cho mọi người nè, nó phổ rộng nè, hiệu quả cao. Thì cái này là vừa cung cấp vi lượng, vừa làm cho cái quá trình mà cây mai ấy, nó sạch nấm đó. Thì cái này là chúng ta phòng ngừa thôi ha, chứ thật sự nếu mà hai cái bộ đôi kia thì cũng vừa đủ rồi đó. Thì mình sẽ đổ vô nha mọi người, cho nó hơi nhẹ nhẹ có màu xanh xanh là ok ha. Rồi xong thì cũng như những lần trước mình đã, tại vì mình chia sẻ đây, cái này là phần Atomic gói có 10 ngàn. Tại sao mình phải đeo bô tai thì mình cũng khuyên anh em nên tránh tình trạng tiếp xúc với thuốc này ha, độc nha mọi người, chứ không phải không độc nha. Atomic đó, độc nha mấy anh em, chú ý kỹ nè, ra gây kích ứng mắt rồi. Thì nói chung mấy loại thuốc này nó độc chứ không phải không độc. Bởi vậy thường nãy mình đeo bô tai sẵn luôn rồi, ngăn chặn chia sẻ với bạn mọi người luôn ha. Đó, để cắt ra thôi, gói 10 ngàn để trồng một cây mai đó. Thì nói chung cái mai giá trị thì nó rất là rẻ, những cái mai mà suy, mai yếu, mai úng nước rồi, rồi khi mà chúng ta xử lý lại thì chúng ta vẫn có thể sử dụng bộ đôi này, nó rất là hiệu quả. Thì chúng ta làm nên lại cái bộ rễ thì chúng ta cho nó ăn phân, chuyển qua N3M ha. Đó, thì đối với những cây mai như thế này thì đâu có lá cành gì đâu, mà chúng ta cho ăn phân NPK là vô cây là có thể là nó làm cho cây đi sớm đó mọi người, chứ không phải là tốt cho cây ha. Bởi vậy mình chỉ có những cái mình thiên với mấy anh em đó là chỉ sử dụng cái kích thích ra rễ thôi. Đây rồi, đây là vấn đề cơm cát đây, từ A đến Z nó thuốc kích thích sinh trưởng, dịch tiết từ cây cây diễn đó. Nói chung thường thường là hai cái bộ đôi này, sản phẩm mình cũng chia sẻ với mấy anh em mua cây bên mình rất nhiều rồi, anh em ta làm cũng ok ha. Đó, rồi xong đó, vấn đề đây là mình pha thuốc xong rồi đó mọi người, thì mình giờ mình sẽ tiến hành mình ngâm thôi. Rồi mọi người, thì sau khi mà mình pha thuốc xong nè, mình sẽ quậy lên. Đó, nước nó có hơi màu thôi, ngã thành màu xanh xanh là mình quậy lên để nó đều ha. Đây là bộ đôi tuyệt vời, mình cũng đã chia sẻ là cũng cây rất nhiều. Đối với những cây mai suy, mai mà nó chậm phát triển, không ra đọt lâu ngày, các bạn có thể tưới này vô. Đó, hoặc là đối với những cây mai có lá rồi thì chúng ta phối N3M vô, để nó có N3M dù gì nó cũng có đạm lăng kali để cho cây nó phát triển. Còn này là nó chỉ là trong cái giai đoạn mà nó làm ra rễ thôi ha. Này là làm ra rễ. Còn sao mà khi ra rễ rồi ra lá rồi thì chúng ta phải chuyển qua N3M. Ủa xin lỗi các bạn, phải chuyển qua NPK. Phối hợp với hữu cơ, dù gì hữu cơ nó sẽ có những cái chất nhiều hơn, rất nhiều so với vô cơ. Đạm lăng kali thì nó chỉ có đạm lăng với kali, nó cho cây nó phát triển thôi. Còn hữu cơ thì nó có chất này chất nọ, rất nhiều luôn. Những cái chất mà nó có nhu cầu cho cái sự sống của cây ấy, nó phát triển nó nhiều hơn. Bởi vì nó kêu là hữu cơ, hữu tức là hữu tức là có, cơ tức là cần thiết cho cơ thể sống nha mọi người. Đó, giờ mình sẽ để cho mình ngâm. Rồi thì chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc nè, cái này sẽ ngâm bao lâu. Thì bây giờ đối với những cái mai như thế này, nếu mà chúng ta ngâm càng lâu càng tốt, thì ở đây là tầm cũng khoảng để coi 1 giờ trưa
thì mình ngâm có thể là đến 1 giờ trưa hôm sau mình trồng hoặc là sáng sớm hôm sau trồng. Nếu mà cái này qua ngâm mà trễ nhất thì cũng khoảng tầm khoảng chừng 2 đến 3 tiếng ha mọi người. Nếu mà nhanh nhất á thì chúng ta nên ngâm tới 1 3 tiếng để chúng ta trồng, còn càng lâu càng tốt. Thì trong cái quá trình ngâm á thì bây giờ cái này là cái rễ, mình ngâm cái này thì sau khoảng chừng 2 3 tiếng mình đổi đầu. Ha mọi người, sẽ đổi đầu như thế này đây. Thì mình sẽ chút xuống là thấy không, bạn ơi mình sẽ sử dụng bật nó. Thì mình sẽ đổi cái đầu như thế này đây. Đó, các bạn thấy không? Không dám cầm của mọi người, bao tay không dám cầm đó. Thì mình sẽ ngâm như thế này đây. Đó, để đổi để cho nó thấm đều thuốc, thì khi mà các bạn trồng cây nó phục hồi ra độ rất mau. Rồi Trang Huy sẽ chia sẻ về cái cách trồng vô chậu. Vô chậu thì nó bình thường mọi người, rồi trong cái quá trình mà chúng ta vô chậu á, thì chúng ta có thể là trồng theo cái cách của chúng ta. Và thứ hai nữa là chúng ta có thể dùng cái bọc á, chúng ta úp lên nguyên thân hoặc là dùng cái vải chúng ta quấn toàn thân luôn để cho nó giữ ẩm trong cái thời gian đầu, nó tránh mất nước thì mùa nắng nóng. Khi mà các bạn để mà ở ngoài khô cằn gì á thì cái quá trình nó mất nước nó rất là nhiều, cho nên là cây mai của chúng ta nó có thể bị teo tóp, nó chưa ra rễ kịp mà nó chết queo rồi. Nó thì đó là một số cái kinh nghiệm mà con Quân chia sẻ với tất cả cô chú quý anh chị em ha. Đó, bây giờ mình sẽ đổi đầu lại, mình ngâm đầu rễ tại nãy mình làm, mình hướng dẫn cho mọi người đó ha. À, xong như thế rồi. Rồi hy vọng là tất cả cô chú quý anh chị em sẽ yêu thích cũng như là đăng ký ủng hộ cho kênh Trung Nguyên nha. Thì có thể mình sẽ quay cái cách trồng cây này, quay tiếp luôn là cái phần trồng cây để mà chia sẻ luôn. Rồi bây giờ sẽ tạm dừng ở đây để ngâm, tiếp theo đó là mình sẽ chiến trồng trồng. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị em trong cái video lần khác ha. Rồi xin chào. Rồi các bạn, thì hôm nay là tròn một ngày, hôm nay là 9 giờ ngày hôm sau thì hôm qua mình là ngâm 11 giờ, thì bây giờ 9 giờ từ 9 giờ đến 1 giờ thì hoặc là lâu hơn nữa thì các bạn có thể đem đi trồng. Thì bữa nay mình sẽ tiến hành, mình giờ mình rảnh thì mình sẽ tiến hành vô. Thì cây này cũng đã ngâm một ngày, thì sau khi mình ngâm có chừng 3-4 giờ cái đầu của cây cắm xuống thì bây giờ mình đã đảo lên lại ngâm nguyên một đêm luôn. Cái phần gốc của cây để cho thấm thuốc nó được tốt nhất. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình trồng. Thì cái chậu ở đây là mình sẽ lựa là cái chậu mà nuôi xi măng nuôi mọi người, để cho nó ra phát triển. Thì chúng ta muốn vô chậu nào vô, chậu xi măng thì nó không có giá trị ha. Thì cái chậu này là mình sẽ vô cái chậu 4, mình thấy nó hợp lý mình vô chậu 4. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vô cách trồng để cho anh chị em xem. Nó ở đây nó có cái lỗ nè, thấy không? Thì cái lỗ này mình sẽ sử dụng một cái miếng gạch mà để mình che lại, vì cái lỗ này nó bự là bá vậy, để gì nó ra vô chắc trồng á thì có thể là nó trôi đi hết. Thì giống như mình đã nói nè, chấu với xương dừa thôi ha, chấu với xương dừa ta trộn ra rồi mình cũng bỏ vô thôi. Rồi giờ mình cứ tùy việc là mình vô cái chắc trồng thêm thôi. Cái này luôn nha mọi người. Rồi mọi người, thì bây giờ mình thì cũng đã vô cái trồng xong. Thì bây giờ con Nguyên sẽ tiến hành lấy cái rễ này ra để mà trồng ha. Đó. Thì ngâm nguyên ngày thì mình sẽ đeo bao tay vô này, thấy không mọi người, mình đâu có dám bóc công rồi. Thì có nhiều anh chị em hỏi là Atonis có độc không, mình nói độc nha mọi người, tránh tình trạng tiếp xúc với ba cái thuốc này nha. Rồi bây giờ hồi mình chỉnh đây thôi. Đó, cao không? Rất là cao nha. Để làm trồng cái cây mai này nó cũng rất là công phu. Mình chỉnh lại coi cái độ hợp lý của cây là được rồi. Cái này nó nằm hơi nghiêng vậy mới đẹp nè mọi người. Đó, nằm hơi nghiêng vậy nè. À, thì nó sẽ đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vô thôi. Vô cái này. Này mình chỉ sử dụng chấu với xương dừa nha. Nhìn kiểu này là đẹp thôi.
Rồi giờ mình sẽ tiến hành mình vô cho nó đầy luôn nè mọi người. Rồi mình sẽ trồng vậy luôn, mình không có tắn lên luôn ha. Rồi mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách ủ cây ở phần trên của cây. Ta đè vô cái thành chậu nè để cho nó cứng sát lại, tránh tình trạng tay nó vung không thì lấy thêm một cái cây tre nó cầm xuống mọi người cầm để trong cái quá trình ta di chuyển cây nó không bị rung lắc. Rồi mọi người thì sau khi mà mình trồng xong thì bây giờ cái giai đoạn mà quan trọng và cần thiết nhất tức là chúng ta phải ủ lại. Nếu mà các bạn để trong trường hợp như thế này đây thì cây nó sẽ mất nước rất là mau. Thì khi cái bộ rễ dưới nó chưa có ra nó mà cây bạn ở trên nó khô queo là nó chết và nó suy. Nó suy và nó chết. Đó là cái tình trạng tại sao mà chúng ta phải quấn khăn để ủ nó lại. Thì ở đây có một số cái vấn đề mà các bạn có thể làm. Thứ nhất đó là chúng ta có thể là dùng giải nè, giải chúng ta giải thun á, ta nhúng nước chúng ta ủ lại hết tất cả cái thân này luôn đó, để cho nó giữ ẩm và chúng ta để cho mát. Thứ hai là chúng ta có thể dùng nguyên cái bờ bọc ni lông chúng ta chùm lại hết luôn để tránh tình trạng, nói chung là cái tình trạng này là tránh tình trạng mất nước cho cái thân cây đó, tại vì trong đây nó có rất nhiều nước và nhựa, khi mà để tình trạng này thì mất hơi nước rất là mau mọi người, dưới trời nắng nóng nè thì cây chúng ta nó có thể dễ dàng nó khô, nó làm cho hư trong quá trình ta ủ chưa ra kẹp dưới nó lại cho nó khô queo rồi đó. Còn đối với cao nguyên á thì mình sẽ có một cái cách lựa chọn khác, miễn chung là các bạn ủ lại cho cây nó tránh mất nước là được đó. Rồi đây là mình sẽ dùng cái bọc này nè đó, mình quấn lại ha. Rồi thì trước khi quấn ủ hay gì đó thì các bạn cũng lên nè cái nước Atomix mình ngâm mọi người, mình sẽ tiến hành mình xối nhẹ lên thân cây nè, thấy không, để tạo cái môi trường ẩm cho nó và cái kích thích cái ra chồi cho cây luôn. Thì hồi mình sẽ tiến hành mình tưới dưỡng dễ mà vô cái chất trồng luôn ha. Xong rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái gì đây? Mình sẽ dùng cái quấn nè. Này là mình sẽ chia sẻ này dùng để trong băng ghép đó mọi người. Thì nó đâm ra. Đâm ra thì nó sẽ phát triển ra luôn thôi. Ha. Mình sẽ quấn toàn cây nha mọi người. Nằm trong rồi thịt trong nằm trong we
là đã xong rồi đó mọi người. À, xong cây ha. Thì nó cái chòi á, nó ra nó sẽ đục cái này nè, chua ra yên tâm nha. Có nhiều anh em hỏi về mình là cái chòi nó ra không thì nó ra bình thường nha mọi người. Đó, xong. Rồi bây giờ cái sâu cuối cùng và tạm biệt nha. Đó là dùng cái nước này nè. Mình sẽ tưới lên ha. Tưới đậm lên nha mọi người, tưới đậm một lần và chúng ta ủ nha. Đó, để mát nha. Đó. Rồi. Đó, ta tưới mà đậm luôn. Tôi đậm cho nó ướt hết sữa dừa luôn ha. Rồi để cho chúng ta tiếp tục nó ngâm nữa thì trong vòng cỡ chừng 15 đến 1 tháng thì cây đầu nó sẽ ra chồi, nước chồi là thì cái rễ nó ra chồi rất là mạnh nha mọi người chứ không phải không ra nha. Rồi video đây là kết thúc rồi, xin hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào, chúc mọi người sẽ thành công.